3 mét của Sidibe. Đập sau vạch 3m cực kỳ uy lực của Siri Hoàng. 9-3 cho Bình Chủng Thông Tin Trường Tiêu Bình Phước. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ đã là 6 điểm. Trường Tiêu Bình Phước vẫn chưa xuất hiện ở trên sân bất cứ một phút nào. Đó, ngoại binh người Thái thứ hai của đội chủ nhà. Để rồi là tình huống ghi điểm của chắn bóng đi ra ngoài, rất đáng tiếc. Điểm số đến rất nhanh và không quá khó khăn. Không thể cứu bóng thành công. Tỷ số được. Đó là pha ghi điểm của ngoại binh mới vào sân, Phương Dịt. Và vừa cùng với Lâm Oanh cũng như là Kiều Trinh thi đấu cho đội bóng này. Thêm một tình huống chặt bóng tốt nữa của các cầu thủ. Đó, tình huống đánh y tốt. Đánh hơi với nhưng vẫn ghi điểm. Người đã ghi điểm chính là Vương Trịnh. Thứ ba của đối đầu giữa Binh Chủng Thông Tin Trường Tiêu Bình Phước với Hà Nội. Và bỏ nhỏ thành công vào vị trí lỗ đồng xu của Vương Trịnh. Và phối hợp rất ăn ý của các cô gái Binh Chủng Thông Tin Trường Tiêu Bình Phước và vừa rồi đã ghi điểm. Thêm một tình huống 8-5. Và đó là tình huống mà Lâm Oanh với Bloom Sịn đã năm 2023. Bóng trong sân. Đó là pha ghi điểm. Đó là pha đập bóng của Ánh Thảo nhưng đã không thể vượt qua được các tay chắn bên phía chủ nhà. Có bóng đã chạm vào cái tay của Bloom Sip và rơi ra phần sân của Hà Nội. Hai mươi bốn mười ba và sẽ có match point dành cho
Và như vậy điểm quyết định đã đến với Bình với tỷ số 25-14 và qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 trước Hà Nội. Bình Chủng thông tin trực tiếp cuộc đối đầu giữa Bình Chủng thông tin trường tư Bình Phước với Hà Nội trong khuôn khổ giải bóng